tôi phần trình diễn đầy sôi động, nhiệt huyết của các bạn đến từ nhóm gõ hoa tra pop rock. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị hãy cùng đến với hai tác phẩm. Với bản đầu tiên, Morning Into Dancing của Ron Kennedy là một bản thánh ca với giai điệu nhẹ nhàng và tempo vừa phải, nhưng đã được hòa âm hiện đại với chất phân kỳ và Latin, làm cho tác phẩm nghe như một bản hòa tấu rất sống động. Và tác phẩm thứ hai, Painful Cover của Marcus Miller. Ông là một nhà soạn nhạc, nhà sản xuất và là nhạc sĩ nhạc người Trai người Mỹ, nổi tiếng là một tay guitar bass với kỹ thuật slap bass điều luyện. Và với tác phẩm Run for Cover là tiêu biểu cho kỹ thuật slap bass mà ngày nay đã được rất nhiều nghệ sĩ trên thế giới chơi lại. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng đến thưởng thức hai tác phẩm nổi tiếng này qua phần trình diễn của các bạn Hoa Trang Pop Rock và phần dàn dựng của giảng viên Đỗ Anh Hùng. Thank you.
Trong giới nghệ nhạc jazz, không ai mà không biết đến nghệ sĩ piano tài hoa Camille Hancock. Ông được xem như là cây đại thụ jazz thế giới. Chameleon là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông và sau này được rất nhiều nghệ sĩ trình diễn lại. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng đến với Chameleon qua phần dàn dựng của giảng viên Đào Minh Pha và trình diễn bởi guitar Thanh An, double bass Thành Lộc, piano Thanh Danh và Quỳnh Hương, drummer Minh Bảo, saxophone Vũ Tài, Hoàng Thi và Hoàng Bảo. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức. Thank you.
hôm nay tôi cũng muốn ra đây để cùng chia sẻ với quý vị một đôi điều. Đầu tiên là xin chào tất cả quý vị thân linh giáo đến đây, ý ban giám đốc, tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Thật sự là tôi muốn nói rằng là khi quý phụ huynh gửi con em mình đến đây và tất cả các sinh viên ở đây đến nhận cái thành phố đều mang theo một ước mơ trở thành một ngôi sao. Đúng không ạ? Có đúng không ạ? Các phụ huynh đâu rồi? Các em học sinh đâu rồi? Khi đến trường nhà để muốn trở thành một ngôi sao. Thật sự đó là một cái khao khát rất là chính đáng và rất là trong sáng. Nhưng để trước khi trở thành một ngôi sao trên bầu trời, tôi nghĩ rằng tất cả các em cũng luôn hiểu rằng chúng ta phải tự đốt cháy mình. Đốt cháy mình để trở thành một ngọn đuốc, một ngôi sao nhỏ thôi. Mang cái hơi thở của mình, mang cái niềm đam mê của mình với âm nhạc để có thể đến với quý vị khán giả, để chia sẻ với quý vị khán giả. Sau đó ngọn lửa sẽ bùng lên để trở thành những ngôi sao lớn trên bầu trời. Đó là những khao khát của các thầy và trò của chúng tôi, của nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là khoa trap, pop, rock và âm nhạc công nghệ. Và bây giờ, quý vị hãy nhìn những gương mặt này, những mặt mặt của chúng tôi, học sinh của chúng tôi. Đây sẽ trở lại những ngôi sao tương lai của chúng tôi. Xin mời quý vị.